Vẫn lên, bên này bên tuyển thủ hay quá. Mười ba, mười bốn. Rất dẻo. Tay hay nhờ. Dẻo thế. Ôi, vẫn qua. Bỏ cầu chính xác. Hello, chào mừng tất cả bạn đến với VO Sport Home. Chúng ta cùng đến với trận bán kết đôi nam. Ở trận đấu này thì Sport Home sẽ dự đoán là cặp đôi Đài Loan giành chiến thắng. Rất hay. Đảm bảo là chém. Điểm số 6-5. Đấy, trận này mới hay, trận bán kết kia xem hơi nhạt. Ôi, vẫn lên. Rất hay, thôi xong. Rồi, chính người rồi. Quá hay. Số 8 đều. Rất tiếc với một pha cầu trượt. Quá hay. Số 19. Bắt bài rồi. Rất chắc. Không biết đau lưng như nào. Cầu lỗi. 13-14. Bắt hay thế. 14-15. Bỏ cầu chính xác. 16-17. 17. Ở ngoài 19-17. 20-17. Một 17, một phát về đích luôn. Sơ đồ thứ hai điểm số không đều. Quá nhanh. Đấu công ha. Dí vẫn một rất nhanh. Điểm 32. Quá khó chịu trong hay ngoài đây. Điểm 3 đều. Hội tấn công. Không còn rồi. Mình cũng mong có xếp 3 nó căng hôm nay sẽ có đồng rảnh mà. Mình sợ đôi Thái không qua được thứ 2. Điểm 5-3. Quá nhanh.
16. Em nhanh quá. 14. Phát quả lắc thật. Cao. 67. Ôi xong. Cầu ngoài. Điểm 78. Thủ tánh rất hay. Thôi xong. Cầu ngoài. Rất hay. Rất đơn giản. Xa điểm 98. Cầu ngang, rất may mắn, cầu leo lưới, 9 người. 11-9. May thế nhờ, 2 quả, 2-3 quả lạc rồi. Uầy, chết cả. 12-11. Ao, 12 đều. Sáu mười chín. Thôi con. 17-20. Rất may mắn. Kết thúc không? Vẫn còn. Đài Loan đang run lắm rồi đây, tự nhiên nó phát hỏng cái giải tỏa tâm lý luôn.